chào các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Chúng ta hãy cùng nhau ghé đến gian hàng lợn quay ở lễ hội các bạn nhá. Một trong những món ăn không thể thiếu được ở người Lạng Sơn, của lễ hội Lạng Sơn. Đây là một khu vực quán chuyên bán lợn quay. Giá lợn quay năm nay là ba chỉ ngon nhất là 250.000, còn lại thì các loại kia sẽ rẻ hơn một chút. Và đây đang có một chú lợn quay đây, đang chuẩn bị cho xuống đây rồi. Đây. Đây, bên cạnh như các bạn nhìn thấy xa xa có rất là nhiều những cái bàn thịt lợn quay nhá, rất nhiều luôn. Đây, chú lợn quay con này to thế anh nhỉ? À, con này phải hơn 60 cân đấy. À, thế à? Gần 70 cân đấy. Hơn 70 cân to nhỉ? Không cần mấy cái kia quá. Đấy. Chặt lợn quay. Cho dưới to quá để đốt xuống dưới. Đây là còn to là bá chỉ đây, bá chỉ cái kim đấy. Lấy ra khoảng nào, lấy mà chỗ lòng hay chỗ này đâu đấy. Hai cân á? Vâng. Lấy đồng nè đi á. Hai cân bật đi. Bà chỉ bao nhiêu đấy anh em? Bà chỉ 250 rồi chú ơi.
được miếng nào đâu. Mông. Hết bánh xỉ rồi nhỉ. Bắt đầu tầm chiều chiều bắt đầu di chuyển đi về rồi, khá là đông. Ở đây có cái trò phi tiêu này, phi tiêu trùng lấy bóng đấy. Thế nào chị ơi, xuống đây bỏ cái móc khóa đi. Không, về móc khóa chị ơi. Thế nào đây, móc khóa thì đi hả? Đây móc khóa rồi. Đây rất là đông luôn. Không thể nào di chuyển được rồi. Thôi các bạn nhá, thì video của mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo của mình nhá. Bye bye.